Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và hôm nay anh em mình đang có một cái sự kiện mới các bạn ơi. Đây, một cái sự kiện brunch các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Wow, ở đây thì anh em chúng ta có thể kiếm điểm bằng cách mình mới vô bế nhẹ luôn một cái ván trước rồi. Rồi, mời các bạn hướng mắt về sân khấu để xem coi kỷ lục ngày hôm nay anh em mình sẽ đạt được sẽ là bao nhiêu nha. Đấy, cha cha. Như mọi người đều đã biết rồi ha, đây là một cái sự kiện khá là đỉnh luôn. Nó sẽ giúp cho anh em chúng ta sẽ nhận thêm được những cái chú rồng mới nè. Đó, kèm theo những cái món quà rất là hấp dẫn luôn ha. Bay lên. Wow, bạn nào mà chưa đăng ký kênh đó thì đừng quên để lại cho Hentai một subscribe nha mọi người ơi. Đây. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ để lại cho Hentai một lượt đăng ký và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên nha. Để Hentai ra video hay là livestream thì các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video mới nhất đến từ kênh HNT Channel. Nhất là những bạn nào mà xem trên điện thoại thì các bạn kéo nhẹ xuống dưới video một chút xíu sẽ thấy cái khung này nha. Đó, cái nút subscribe sẽ nằm bên góc tay phải luôn nha các bạn ơi. Rồi, ở đây thì HNT đã đạt được cái con số khá là đẳng cấp luôn. 100 các bạn ơi. Ôi, bây giờ lên tới 102 rồi nè. Đó, đã đạt được kỳ vọng rồi nha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ gọi là cố gắng thể hiện. Ok, chạy 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 thôi. Không kịp các bạn ơi. Thôi, đạt được kỳ vọng là được rồi. Nhận thưởng nè. Chỗ này thì anh em chúng ta sẽ nhận lên được là wow, xem quảng cáo được 5 viên game nữa nha anh em ơi. Đây, và bây giờ thì phần thưởng anh em mình được nhân 2 nha, 10 viên game các bạn. Chỗ này thì để kiếm được cái số điểm này thì các bạn có thể ghé vào cái trang của mình nha, là trang hntchannel.com để các bạn sẽ cập nhật được những cái thông tin mới nhất về sự kiện. Hiện tại thì Mazda Iceland và sự kiện Run Iceland là hai cái sự kiện mới nhất luôn nha mọi người. Đây, những cái bé rồng này là những cái con rồng mà các bạn sẽ nhận được trong cái sự kiện Run nè mọi người. Đó, rất là tuyệt vời nha. Và đây là cách để làm nhiệm vụ nha các bạn. Đó, những cái khung giờ thì tầm khoảng đó là đây, anh em có thể vào xem những cái khung giờ mà nó sẽ thay đổi những cái phần thưởng nha. Đó, anh ta để sẵn cho các bạn luôn rồi. Quá là tuyệt vời hen. Và đây, dưới đây là cách để kiếm nè. Đó, cách để làm nhiệm vụ nha. Các bạn có gì cứ thắc mắc để lại bình luận bên dưới nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 3 điểm đi. Chỗ này 3 điểm thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn nha các bạn. Thức ăn luôn. Đâu rồi? Một phát. Ôi, một phát luôn là được nè các bạn. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với đó là cho rồng ăn, cho rồng ăn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái con dragon nào đó để mình cho nó ăn nha các bạn. Ôi, kiếm cái con nào mà level thấp thấp ấy, mấy con mà level cao thì chúng ta rất là tốn tốn thức ăn luôn. Rồi, kiếm một cái bé R nào đó đi. Bé này hệ gió nè. Cố lên. Wow, ổn không ta? Theo mình nghĩ là chắc ổn rồi đấy, chứ cho ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ tốn rồi là. Ok, xong nhiệm vụ nè. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với ui chà, cho mấy cái quả trước cho mấy con rồng nó yêu nhau mà 4 lần nha các bạn. Đây, 1 2. Đó, chỗ này thì các bạn sẽ vào xem nè, hắn ta đã cho nó làm được hai cái rồi nè, 2 trên 4 nha. Đây là cách mà làm rất là ổn luôn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cho mấy cái bé ra rồi yêu nhau nữa đi. Ui, ở đây đang có một cái con rồng các bạn. Một cái con rồng rất là đẹp luôn nha. Đó, mình like ra thử coi có hên hên ra được cái bé này không. Con này thì nhìn khá là đẹp luôn. Ok ha. Tiếp theo thì anh em mình vô nhận thưởng cái. Wow, tất cả những thành viên trong team đều nhận được rương level 6 hết nha các bạn. Đây, nick này của mình nhận được tầm khoảng 5 triệu mấy thức ăn nha, 5 triệu 7. Đây cũng là một cái lượng thức ăn cũng khá là ổn rồi, theo mình là vậy ha. Đó. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nhiệm vụ gì đây? Đâu rồi, nhiệm vụ lần này là bế được rồng nha các bạn. Đây, thả mấy cái quả, thả mấy cái con rồng yêu nhau ra nè, HNT mới thả được mấy cái được 2000 điểm các bạn ơi. Đó, rất là dễ dàng luôn, đâu có gì khó khăn phức tạp đâu ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với sự kiện Mazda Iceland. Ở cái sự kiện này thì anh ta hiện tại đang có tầm khoảng là 2.200 ha,
2.200 điểm. Đó, các bạn có thể là ghé vào cái trang của mình để xem những cái con rồng này các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm để đưa nó về nha. Đây, đây là cái trang web của mình luôn. À, mình sẽ về cái ngôi nhà nhỏ không? Rồi, Mazer Island, mọi người cứ việc theo mình luôn nha. Chỗ này thì các bạn sẽ bấm vào, các bạn sẽ thấy nè. Còn 4 ngày nữa hết sự kiện. Và đây là những cái bé rồng mà các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm để có thể đưa về nha. Đó, và những cái phần thưởng mà anh em mình sẽ nhận được nè. Cái con Samba, à Samba này thì các bạn sẽ nhận được điểm. Đây, điểm mấy cái cánh nè. Đó, để chúng ta có thể chơi sự kiện run đó các bạn. Các bạn đưa con này về thì các bạn sẽ tốn tầm khoảng 5.300 nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi kiếm thêm điểm bằng cách đó là chúng ta sẽ vào khu vực list và mình sẽ chiến đấu. Tập này thì mình sẽ mang một cái con rồng. À, một cái nhân vật được rất là nhiều người hâm mộ luôn. Đây, lưỡi hái tử thần và kèm theo anh bạn chứng minh hiện tại bé này đã được 3 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Rồi, mời mọi người hướng mắt về sân khấu để có thể chiêm ngưỡng sức mạnh cũng như là vẻ đẹp rất là ghê gớm. Wow, gặp dòng Titan thì anh em mình sẽ có chiến thuật. Đầu tiên là mình sẽ cưa bớt cái giáp của tay bạn nha. Wow, mạnh dữ. Chỗ này thì mình sẽ hút nhẹ cái lượng máu của bé luôn. Wow, rồi sau đây thì mình sẽ xài tới cái khoan, bé này đi, chữ nghĩa bé này mới chữ B trừ hả. Một cái chữ khá là thấp các bạn ơi. Rồi, như vậy thì mình sẽ nhờ đến nhân vật ma cà rồng để xài. Ủa, cái chiêu búp máu với hút máu hết xài được luôn rồi. Đây, như vậy thì đâu có được chứ hả. 16. Rồi, pha này chắc có lẽ là con này đam trên 16 chứ các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Wow, victory nha. Đây, anh em mình có thể lụm thêm được 2 hiệp nữa các bạn. Rồi, nghĩa nhẹ tên bạn cái Long Thần. Người ta là Thần Long, còn con này nó được đặt tên là Long Thần các bạn ơi. Wow. Ui, tên bạn khá là giống mình. Có ma cà rồng và có cả nhân vật này. Hiện tại đã được 3 ngôi sao vàng rồi. Rồi, chuyện gì tới nó tới luôn nha. Pha này anh em chúng ta sẽ nhờ đến đây. Wow, 50 mấy ngàn, sức sát thương khá cao. Lần này thì chúng ta có thể bật cái chiêu hút máu nha. Đó, một phát. Ui, vẫn không đủ đam luôn mới ghê. Lần này thì anh em chúng ta sẽ thay đổi đi. Lưỡi hái tử thần đang lao ra để đảm nhiệm cái nhiệm vụ chiến đấu. Wow, nhanh vua gì. Ok, anh cần hết luôn. Đây, mọi chuyện thì cứ để anh Tài lo luôn ha. Rồi, victory. Một chiến thắng khá là đẹp luôn. Ui chà. Ở đây thì anh em mình gọi cho được tầm khoảng 3 hiệp trong khu vực clip thôi. Wow, lại là một nhân vật Titan các bạn à. Gặp những thành viên Titan này thì rất là chua. Anh em chúng ta thường sẽ nhờ đến thành viên này để có thể phá giáp nha. Không những phá giáp mà cái lượng sát thương gây ra cũng khá là ổn. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ hút máu đi. Mình sẽ gọi là lấy lại những gì đã mất nha. Đó, chỗ này thì anh em chúng ta sẽ nhờ đến lưỡi hái tử thân. Đây, không đùa với cái bé lưỡi hái tử thần của mình được đâu. Sức sát thương thì rất là kinh khủng luôn. Quá ghê gớm các bạn ơi. Wow, ma cà rồng đâu rồi? Hộ tem. Đó, có cái chú ma cà rồng của anh em mình đó là không ngán tên bạn liền. Chỗ này thì chúng ta vừa có một cái màn trình diễn rất bá đạo. Đây, các bạn thấy, ôi cha, 2.200 ở cái số điểm này như là lúc nãy. À, lúc nãy là mình thả mấy cái trái tim rồi mấy con rồng nó yêu nhau ra đó các bạn. Thì nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nó đã lấy hết điểm rồi. Nó đã lấy hết điểm trong sự kiện của Mazer Island rồi các bạn. Cho nên mình chiến đấu trong khu vực list nó không cho mình điểm nữa.
Ở đây thì anh em chúng ta sẽ mang được những cái con rồng khá là mạnh. Ui 70 nhịn. Gặp mấy cái con level cao quá thì thôi anh em chúng ta còn phải nhịn thôi, chứ mình cương á là nó cho mình lên đường luôn ấy. Mình bật thêm cái khiên nha các bạn, để chúng ta tăng thêm cái lượng sát thương cũng như là cái lượng đam. Wow, dấu keo á. Ôi chà, ca này hơi căng, tên bạn 50 lận. Ôi sao mà gặp toàn là cao thủ không vậy. Gặp cao thủ không thì anh em mình quýnh rất là vất vả luôn ấy. Rồi ở đây thì anh em chúng ta sẽ lụm nhẹ luôn thần long đi. Một nhân vật thuộc dòng heroic đến từ tên bạn luôn. Ca này là mình phải chạy vô. Rồi lụm nhẹ. Bé này thì có tầm khoảng 4 sao rồi các bạn. Khá căng ha. Rồi mình hút máu lại một cái đi. Wow, hút một cái cũng được full cây. Bây giờ mình búp máu thì búp máu thì cũng được, nhưng mà nó chia 3 lần. Rồi mình sẽ cho cái bé này ra để cố gắng gánh thử thôi. Wow, mạnh dữ. Hút máu lại cái nữa nè. Rồi chỗ này thì anh em chúng ta búp cho cả ba luôn đi. Đó, búp máu là phải búp dày nó mới vui. Rồi pha này thì mình còn con này còn được 60.000 máu lần. Wow, đây. À, mình cho con này kết đi các bạn ơi. Rồi hết sảy nha. Một hiệp win 45-55. Và con này thì nó 40. Ca này thì thành viên này khá là chua. Rồi để mình thôi mình đổi rồng đi, chứ ca này rất là rung luôn các bạn. 50-45-50. Lại là một gặp lại là gặp một cao thủ nữa. Rồi màn trình diễn này thì nên chúng ta sẽ như thế nào đây. Ôi ôi cẩn thận. Lần này thì mình sẽ nhờ đến nhân vật cầm thanh kiếm băng đi. Lụm luôn. Wow, 30 mấy ngàn đam các bạn ơi. Tính ra con này nó cũng khỏe lắm luôn ấy. Sức sát thương đang được nhân 2. Tới công chuyện liền. Rồi bây giờ anh em mình sẽ nhờ đến ma cà rồng đi. Wow. Rồi búp máu cho tem nè. Đó, chiến đấu phải vậy mới được. Pha này thì hút máu luôn. Tầm này là mình thấy cũng khá là ổn đó các bạn. Đây, cho bé này ra cho nó sớm lên chữ. Thiệt tình là cái con này chữ nó rất là thấp á. Wow, victory nha. 45-40, vẫn là 45. Ca này thì mình thấy cũng hơi gắt, nhưng mà mình cũng ráng đi. Đó, lại gặp nhân vật Titan. Rồi gặp Titan thì anh em mình sẽ có cách trị Titan luôn. Wow, con này Titan thuộc dòng hệ nước. Rồi cố lên. Một tí nữa. Ở đây là nhân vật Bucky. À mình hút máu cái đã. Wow. À bây giờ là ôi cho bé này ra đi. Rồi ngon lành ha. Sức sát thương mình được nhân 2 lần. Wow. Ôi mém tắt thở các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình còn được ngàn mấy máu. Tưởng đâu là bị bay màu rồi. Wow, anh em mình nãy giờ bế cũng được tầm khoảng 3 hiệp luôn á các bạn. 40, 45 và 55. Đội hình này thì khá là mạnh rồi. What, 70 luôn. Ghê vậy. Thôi mấy đội hình này là hắn ta quýnh không lại rồi các bạn ơi.
level 70 lượt anh em mình không đủ sức. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ cho mình một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.